trận đấu giữa Nga Mi Kiếm. Hai Nga Mi Kiếm gặp nhau anh em. Chung kết tại Anh Hùng giữa hai Nga Mi Kiếm. Anh em dự đoán xem là Tiêu Sở Hà hay là Hấp Mẹt sẽ win anh em. Hậu áp còn đang loại rồi anh ơi. Anh em rảnh cho em Trường Sinh một like anh em ơi. 71 anh em cho em Trường Sinh một like cái nhẹ được không ạ? Anh em rảnh cho em Trường Sinh một like anh em ơi. 71 anh em. 71 anh em. Tôi Tiêu Sở bị chém đau mà. Tiêu Sở Hà đã chuyển sang Phong Sương chụp lấy slow. Liệu ai sẽ win nhá? Anh em sẽ cùng dự đoán nhá. Hấp Mét thì anh em hãy bình luận chữ H. HM. Còn Tiêu Sở Hà anh em chữ TS anh em. TS hoặc TH. Trận đấu là căng thẳng đấy. Ai bơm máu tốt hơn, ai di chuyển tốt hơn thì người đó sẽ win thôi. Chứ còn đồ đạc cũng không chênh nhau nhiều lắm đâu. Hấp Mét hơn cặp vô danh nhưng mà lại thua một vòng quốc chủ thì cũng chỉ đâu đấy là hơn bên kia một cấp thôi, cũng không có gì gọi là to tát lắm đâu anh em. Quan trọng là BK hay thì ăn thôi đấy. Vâng, Tiêu Sở Hà xả những quả luồng đạn của nó rất là nét luôn nhá anh em. Thôi nhưng mà một chém của Hấp Mét thì anh Tiêu Sở Hà thì cũng ngửa mặt lên rồi. Liệu trận đấu này sẽ có gọi là người khênh và người đỡ không, hay là chúng ta sẽ phải dựa trên gọi là trách va? Thì anh em cứ cho em nói cho nó cho nó thoải mái tí anh em, xem ai là người được khênh và ai là người được đấy nhá anh em, người đỡ nhá. Liệu có phải nhờ đến công nghệ va hay không? Anh Tiêu Sở Hà thì thỉnh thoảng hãy đá cho mình những quả phong xương để tạo hiệu ứng. Còn bên Hấp Mét thì không cần. Anh cứ di chuyển và anh chém thôi. Nó cứ gọi là di chuyển và chém thôi. Cũng không cần phong xương, phong sủng gì cho nó mất thời gian. Liệu có ai đai quả này không? Vâng, anh Tiêu Sở Hà đã ngắt đam. Anh Tiêu Sở Hà không dám chai đam của đấy anh em ạ. Của đấy anh Tiêu Sở Hà chai đam, không biết là liệu có sống được chết Hấp Mét không. Nhưng mà quả đấy là anh Tiêu Sở Hà đã rút ra, anh không chai đam nữa. Thỉnh thoảng đã 2-3 quả phong xương tạo hiệu ứng và thả kiếm. Đấy cũng có hiệu quả đấy chứ đúng không anh em? Thả phong xương xong rồi chém kiếm cũng có hiệu quả đấy, cũng gọi là đường đó. Nhưng mà bên Hấp Mét thì không cần những vấn đề đó, không tối ưu hóa vấn đề đó anh em ạ. Bất ngờ, có cái bất ngờ không? Có bất ngờ không? Không, máu vẫn hồi lên được. Anh Tiêu Sở Hà vẫn bơm máu lên được cho mình anh em ạ. Ấy xà, đau nha. Hôm nay cuối tuần không chuyển được vòng quốc chủ anh nhá. Anh em dự đoán xem ai sẽ là người hết máu trước. Hello 93 anh em. Anh em giải cho em chung một like anh em. Anh em dự đoán xem ai sẽ là người hết máu trước nhỉ? Kiểu chạy kia là gần hết máu.
Chưa biết đâu một lần nha anh em. Em nói thật. Em nhìn cái cơ sở này em nghĩ anh tiêu xài thì còn đâu đấy chục bình thôi. Em nghĩ anh tiêu xài thì còn đâu đấy chục bình thôi. Em nghĩ anh tiêu xài thì còn chục bình thôi. Và anh tiêu xài hết máu rồi anh em ạ. Hắc hấp mét thì còn 21 bình và anh tiêu xài là hết máu nhá. Quả đấy là tiêu anh tiêu xài là hết máu nha anh em. Chắc chắn là quả đấy anh tiêu xài hết máu chứ không phải là không bơm được. Chắc chắn là hết máu anh em ạ. Vâng, chiến thắng đã dành chung cuộc đến cho anh Hắc Mét. Và người đưa ra đồng là anh Tiêu Xà bị đưa ra đồng nha anh em.